Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Tin COVID-19, các giáo sứ trong giáo phận Phú Cường đang bắt đầu sinh hoạt một vụ trở lại sau khi bùng phát dịch bệnh từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, Đức Cha Du Giám mục Giáo Phận Phú Cường, thông báo việc phòng tránh dịch bệnh trong tình hình mới. Đức Cha đã lưu ý những nơi có dịch bệnh bùng phát cần theo sự hướng dẫn của cơ quan hữu trách và cẩn trọng trong các sinh hoạt không cần thiết. Điểm qua các trang thông tin của các giáo xứ và một số cha liên hệ, chúng ta thấy hoạt động mục vụ tại các giáo xứ đã bắt đầu trở lại. Đầu tiên là thánh lễ đã bắt đầu trở lại bình thường còn một số xứ vẫn còn giữ việc đeo khẩu trang vì lợi ích chung của cộng đoàn các lớp giáo lý trong giáo phận cũng bắt đầu thông báo hoạt động trở lại việc các em thiếu nhi xa nhà thờ có thể trở thành thói quen nên các cha đang tổ chức lại các lớp giáo lý tuy nhiên việc phòng tránh dịch bệnh cũng là điều lo lắng cho các em và cộng đồng hầu hết các giáo sứ đều giúp cho các em ý thức về việc phòng chống dịch bệnh khi học giáo lý đặc biệt các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân được các cha quan tâm và ưu tiên. Đây cũng là niềm vui của cộng đồng tín hữu khi dấu hiệu tích cực trong việc tổ chức tuần thánh và đại lễ phục sinh. Nhiều giáo sứ bắt đầu tổ chức mùa chay thánh đầy ý nghĩa để cầu nguyện cho giáo sứ và những nạn nhân trong đại dịch COVID. Sau nhiều lần phải ngưng các sinh hoạt mục vụ, các giáo sứ đang gặp khó khăn để đưa các hoạt động trở lại bình thường. Dù vậy, một số xứ cũng đang rất phấn khởi khi thấy các giáo dân trưởng thành hơn và khao khát được tham dự thánh lễ trực tiếp. Tin giới hiền mẫu Giới hiền mẫu hạt Phú Cường tỉnh Tâm Mùa Chay chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Mùa chay là khoảng thời gian thánh để các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đi vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Năm nay do tình hình dịch bệnh và ước muốn gia tăng các sinh hoạt tại các giáo hạt của Đức Cha Du Xe, giới hiền mẫu giáo hạt Phú Cường đã tổ chức tĩnh tâm tại Đan viện Cát Minh Phú Cường. Vào lúc 18 giờ, cha An Tôn Hà Văn Minh đặt trách giới hiền mẫu giáo hạt Phú Cường cùng các chị em trong giới tập trung đầy đủ tại đan viện Cát Minh Phú Cường để tĩnh tâm mùa chay. Đan viện Cát Minh hay quen gọi là nhà kính là môi trường tốt nhất cho việc tĩnh tâm. Ngoài việc các chị em hiền mẫu tĩnh tâm, còn được quý sơ cầu nguyện giúp và tạo môi trường tốt nhất để tĩnh tâm. Mùa chay năm nay, cha An Tôn chọn chủ đề Mùa chay, thời gian làm tươi mới niềm tin, hy vọng và tình yêu. Tin cậy, mến, là ba nhân đức đối thần cơ bản của người kitô hữu trong bài chia sẻ của mình cha an tôn giúp cho các chị em bước ra khỏi con người của mình có lẽ chọn nhà kính tĩnh tâm cũng là giúp cho các chị em bước ra khỏi môi trường quen thuộc hàng ngày bầu khí linh thánh tại đây sẽ giúp cho các chị em khám phá lại cuộc đời của người kitô hữu chân chính đó là lời mời gọi nên thánh và sống thánh thiện trong môi trường của mình đó là thách thức của những người mẹ đó là thách thức của xã hội ngày hôm nay. Làm sao để ánh sáng Chúa Kitô soi sáng thế gian? Làm sao sống trung thực giữa thế gian đầy mưu mô cám dỗ? Làm sao xây dựng hòa bình, gia đình và xã hội yêu thương nhau? Phương thế cha đặc trách giúp cho quý chị em sống nhân đức tin, cậy, mến. Đó là lời Chúa và học theo gương các thánh, chiêm ngắm Thiên Chúa khi biết lắng nghe lời chúa sẽ là ánh sáng soi bước mọi người trở nên con người linh thánh khi chim ngắm chúa sẽ trở nên giống chúa nên đồng hình đồng dạng với chúa đó là con đường biến đổi đó là con đường canh tân mùa chay là cơ hội giúp cho các chị em làm tươi mới cuộc sống với niềm tin hy vọng và tình yêu với phương châm năng đọc lời chúa siêng năm chim ngắm chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với chúa sẽ giúp cho các chị em biến đổi và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi dịp tĩnh tâm là cơ hội giúp chúng ta hoán cải trở về với Chúa. Ước mong trong những ngày chay thánh cộng với môi trường thuận lợi, các bà mẹ công giáo trong hạt Phú Cường sẽ kính mút được nhiều hoa trái tốt đẹp. Từ đó, các mẹ nhận thức hơn con đường Thiên Chúa dành cho mình và biến đổi bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Tin Giáo sứ Vĩnh Hòa Giáo sứ Vĩnh Hòa sống 24 giờ với Chúa Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và Đức Cha Du Xe, Giáo Phận Phú Cường Giáo sứ Vĩnh Hòa đã tích cực hưởng ứng 24 giờ với Chúa Bắt đầu từ trưa thứ Sáu, 12 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2021 đến 12 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2021 Toàn thể Giáo sứ Vĩnh Hòa cùng nhau thực hiện nhịp sống 24 giờ với Chúa cha chánh sứ Doan Kim Lê Công Thành chỉ rõ 24 giờ cầu nguyện cho sự hiệp thông của giáo phận và đại dịch COVID-19 mau chấm dứt. Từ mục đích đó, cho đã giúp Cộng đoàn Chầu Thánh Thể và đến với Bí tích Hòa Giải. Thánh Thể là nguồn mạch ơn sủng của sự hiệp thông của Hội Thánh. Bí tích Hòa Giải là con đường chữa lành, giao hòa, giao hòa Thiên Chúa với con người, giao hòa giữa con người với nhau, giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Việc giáo hòa này chắc chắn sẽ làm cho dịch bệnh mau qua và đem lại nhiều ơn sủng cho cộng đoàn. Khởi đầu là giờ chầu chung, tiếp đến là giờ chầu của các khu và các ca đoàn. Giáo khu xe và ca đoàn Cecilia, giáo khu Ferro và ca đoàn Giới trẻ, giáo khu Anton và ca đoàn Gia trưởng, giáo khu Francisco và ca đoàn Hiền mẫu. Tiếp sau các giáo khu là các ủy ban và các giới Huynh đoàn đa minh, hội Lêdo Marie và giới cao niên, ban bác ái và ban truyền thông cùng nhóm lòng thương xót, giới gia trưởng và hiền mẫu, cuối cùng là giờ chào bế mạc và kết thúc và kết thúc với giờ chuỗi Mân Côi và thánh lễ mừng kính mẹ Fatima. Rất nhiều người đang tìm đến bí tích hòa giải, trong đó có nhiều người trẻ, nhờ trải nghiệm này sẽ tìm thấy con đường quay về với Thiên Chúa để sống những giờ phút cầu nguyện và để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. Một lần nữa, chúng ta cần xác tính vững vàng về tầm quan trọng của bí tích hòa giải. Một bí tích cho phép chúng ta như được chạm tay vào sự cao cả của lòng thương xót. Bí tích này là suối nguồn an bình nội tâm thực sự cho mọi hối nhân. Một điểm tin giáo phận Phú Cường của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại